giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 5, ổn định trở lại sau đà tăng nhẹ vào tuần trước. Giá heo hơi hôm nay ngày 16 tháng 5 giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg trên toàn quốc. Giải pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc trong mùa mưa là hết sức cần thiết, nhằm giảm thiệt hại cho các hộ nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tiếp tục trứng lại trên diện rộng. Cụ thể, Thành phố Hà Nội tiếp tục giữ nguyên mức giá cũ là 58.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là mức cao nhất khu vực ở thời điểm hiện tại. Tiên Quang và Hưng Yên duy trì giá mua ở mốc 57.000 đồng mỗi kg trong ngày hôm nay. Cùng giao dịch tại mốc 56.000 đồng mỗi kg hiện có các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang và Thái Bình. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Tiền Bái là 56.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 57.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 56.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất là 58.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua đồng loạt lặng sóng trong ngày hôm nay. Trong đó Quảng Trị, Lâm Đồng và Bình Thuận tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 57.000 đồng mỗi kg và 58.000 đồng mỗi kg năm tỉnh thành gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Khánh Hòa và Đáng Lán Neo tại mốc 56.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại không có biến động mới so với hôm qua, duy trì giao dịch với giá từ 54.000 đồng mỗi kg và 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 57.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 58.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 56.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 55.000 đồng mỗi kg. Bình Thuận là 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang. Thị trường khu vực miền Nam hôm nay không có thêm thay đổi mới, duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 57.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, mốc giá cao nhất trong khu vực là 61.000 đồng mỗi kg có mặt tại An Giang. Cùng giao dịch ở mốc 58.000 đồng mỗi kg hiện có hai tỉnh Đồng Nai và Vũng Tàu. Các tỉnh thành còn lại hiện giao dịch heo hơi trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 58.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 57.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 56.000 đồng mỗi kg, Tân Ninh là 57.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 58.000 đồng mỗi kg. Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg, An Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 56.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 55.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 57.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 57.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 57.000 đồng mỗi kg. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết đang bước vào mùa mưa. Đây được xem thời điểm dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ bùng phát và gây hại trên diện rộng. Do đó, công tác quản lý, giám sát và phòng chống dịch cần đảm bảo an toàn và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Theo Tri Cục chăn nuôi và Thú Y tỉnh Bạc Liêu, nhằm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa, ngay từ đầu tháng 3 năm 2022, đơn vị đã tiến hành bàn giao thuốc tiêm phòng các loại dịch bệnh. Số lượng tổng đàn gia súc gia cầm tại các địa phương để cán bộ phụ trách thú y ở các trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tiêm phòng, chống dịch bệnh trước khi mùa mưa đến, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang tại nhiều địa phương. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 61.000 đồng mỗi kg.